là ai trong chiều nay lừa đêm cúc hồng vai kề vai và nghe câu hát yêu đời ai hát mãi sao không nguôi, vì thương yêu đời nhau, vì thương những chiều mưa về đâu, vì thương những người không tình yêu nên nhớ đi tìm nhau. Chiều nay mưa còn rơi, chiều nay bếp hồng đang còn tươi, chiều nay vui sống trong tình yêu, nhớ mãi phút không vui. Nào ai xa ngàn nơi, kìa bao mái nhà đang chờ ai, kìa bao bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đầy vơi. Chiều nay mưa còn rơi, chiều nay bếp hồng đang còn tươi, chiều nay vui sống trong tình yêu, nhớ phút vui không vui. Nào ai xa ngàn nơi, kìa bao mái nhà đang chờ ai, kìa bao bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đầy vơi. Nào ai có chức năng vừa nghe nhạc vừa karaoke, âm ly đàm A5001 và Dolabo 31, thì đây là một bộ đôi cũng có mức giá rất là hợp lý. Âm ly này thì chỉ là 3,8 triệu và đô loa là 6 triệu, cả bộ là chưa đến 10 triệu, chỉ 9,8 triệu thôi. Âm ly này được sản xuất tại Nhật Bản và đô loa là Mỹ, thì tất cả đều là những cái hàng mà hàng gốc nhất, tại vì cái hàng nó sản xuất tại chính cái nước của những cái hãng này, thì đây là những cái phiên bản tốt nhất rồi. Thì chúng ta có thể so sánh đôi loa Bo 31 này, ví dụ như với đôi loa Bo mà 301 series 2 đi, nó là dòng sản xuất tại Mexico, thì chất âm của thằng Mexico nó cũng sẽ không thể nào vượt trội so với cái thằng sản xuất tại Mỹ này được. Và âm ly đam A501 cũng vậy, chúng ta có thể so sánh với những cái dòng âm ly đam mà hiện tại nó sản xuất tại Trung Quốc, như những dòng bán trong siêu thị, thì dù công suất nó có lớn hơn nhưng mà chất âm nó không thể trong trẻo và ngọt ngào như những cái âm ly thời nó còn sản xuất tại Nhật Bản như xưa được. Thì với cái bộ đôi này thì chúng ta sẽ rất là tiết kiệm, tại vì nó nghe nhạc cũng rất là tốt và karaoke rất là tuyệt vời. Mình sẽ test cái chất âm karaoke trong video khác, tại vì cái video này cái thời gian nó không cho phép. Nhưng mà các bạn so với cái mức giá đôi âm ly này chỉ 3,8 triệu thì karaoke nó vượt xa những cái tầm tiền mà chúng ta bỏ ra để mua, và đặc biệt vượt 3,8 triệu nhưng mà chúng ta nghe nhạc rất là tốt. Nhìn tin chắc là những cái âm ly nghe nhạc mà khoảng 3-4 triệu chưa chắc là qua nó được, mà cái này lại có thêm chức năng karaoke nữa thì mức tiền chúng ta bỏ ra là rất là hợp lý rồi. Và cả bộ 9,8 triệu, bạn nào có nhu cầu thì hãy liên hệ mình sớm theo cái số điện thoại trên, và nhớ bấm nút subscribe, đăng ký nút màu đỏ ngay dưới góc màn hình để nhận được những cái video, những cái bài viết mới nhất của Nguyên Hùng Audio đăng lên mỗi ngày.
Cuối cùng xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip mới nhất đến từ kênh của mình.